Jesus đã đến với con người bằng chính hình hài trẻ thơ, trong nơi chuồng chiên rất nghèo hèn, để Ngài cảm biết con người trần gian. Nhưng ai ngờ đâu Jesus vì quá yêu xót thương con người, Chúa như người chăm hiền lành, hình phạt cứu những chiến xa bầy. Ôi vui mừng thay cha nhân từ, Ngài đến tìm và cứu con, đưa con về trong yêu thương Ngài, chẳng còn nước mắt con được bình an. Nay con mừng vui và biết vì Chúa này đổi thay con rồi, chẳng ngại chi con đã tin nơi Chúa cho chính con. Vì yêu con Jesus bỏ mình, Chúa.